Sau đây là kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5, ngày 15 tháng 12 năm 2022. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3, 6. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 4, 0. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2765, 2380, 4262. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4467. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 32792, 89535, 85664, 94231, 15415, 59332, 37482. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 61464, 94479. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 52027. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 75203. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 4, 2, 5, 6, 3, 6. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 4, 2, 5, 6, 3, 6. Sau đây là kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5, ngày 15 tháng 12 năm 2022. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 0. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0, 6, 7. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1225, 0462, 1268. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 2158. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 31494, 30154, 56906, 70298, 65767, 65269, 45940. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 80758, 51181. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 27511. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 40107. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 404601. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 404601. Sau đây là kết quả xổ số An Giang thứ 5, ngày 15 tháng 12 năm 2022. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 71. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 645. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2077, 8523, 2159. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8331. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 09256, 46296, 46457, 73319, 12289, 50090, 14977. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 80967, 23477. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 84837. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 86403. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 3, 3, 6, 2, 2, 6.
Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 3, 3, 6, 2, 2, 6. Sau đây là kết quả xổ số Tây Ninh thứ 5, ngày 15 tháng 12 năm 2022. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3, 6. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 4, 0. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2765, 2380, 4262. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4467. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 32792, 89535, 85664, 94231, 15415, 59332, 37482. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 61464, 94479. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 52027. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 75203. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 4, 2, 5, 6, 3, 6. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 4, 2, 5, 6, 3, 6. Sau đây là kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5, ngày 15 tháng 12 năm 2022. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 0. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0, 6, 7. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1225, 0462, 1268. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 2158. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 31494, 30154, 56906, 70298, 65767, 65269, 45940. Giải 3,